anh em bạn bè chúng ta hát rất là nhiều thể loại ca khúc gì cũng có đâu phải không ạ. Bây giờ anh xin được gửi đến chúng ta một ca khúc về Tây Nguyên ta. Vâng, Tây Nguyên thì trong đó hoặc đây chỉ có những cái bài hát đó thôi. Bakar bawa saya nang tahe. Bakar bawa saya. Ca khúc đầu tiên thì đã giới thiệu là một ca khúc rất quen thuộc của một ca sĩ Nigeria đã từng hát và hát được mang tên Ca Biển Ơi. Xin mời chúng ta cùng hưởng ứng. Em xin xin